Ủa sao nay ăn cơm trễ vậy bà? Ôi, quẩn giờ nào đút giờ nấy à. Dạ, nay là bà làm cơm gì cho chú ăn à? Để à, nấu cà ri. Cho cà ri hả? Ừ, nay à, nấu mâm cơm cúng mà ông nội đó. Dạ. Nấu cà ri. Ừ, tội nghiệp không? Ăn mà phải đút từ muỗng như thế này nè. À, đút hằng ngày rồi đút phần kia. Là chú anh đây là chú ăn rồi ha? Chưa. Chưa luôn? Chưa đó. Trời ơi. Chưa ăn ai ăn hay đâu á. Phải đút từ người nha. Đút từ người chứ làm sao giờ. Rồi bà cũng chắc cũng chưa ăn luôn. Chưa mà. Mấy người này chưa ăn mà làm gì ăn. Giờ 12 giờ mấy rồi. Bỏ vậy. Ngon quá, nhìn curry này. Thôi. là ngoại nấu hay là người ta cho ngoại? Này nấu. Là ngoại tự nấu hả? Bị bữa nay nấu mâm cơm cúng ông cố nó. Dạ, là cúng ông cố á ha. Dạ, ông cốc. Nhớ ngày đó rồi nấu mua nửa con vịt về nấu có đi. Dạ. Rồi cúng vậy à. Ơi. Nhớ ngày rồi làm vậy rồi con ơi. Dạ. Là cho chú bên đây ăn trước rồi xong rồi lát mới tới chú áo vàng nè. Ông dạ. Này ăn rồi mới thấy ông đó. Dạ tội nghiệp ngoại quá, lớn tuổi mà phải chăm sóc hai chú mấy chục năm trời. Quá rồi. Rồi chú ban đêm chú ngủ bình thường không bà? Chú có quậy không? Ngủ không, ngủ bằng thường hả? Không có. Dạ. Nói nào ngay ngủ im. Dạ. Mới ngủ được chứ mà quậy nữa thôi tao chết luôn à. Thấy chú ăn ngon miệng quá ha bà. Ăn thì được. Dạ. Đều có cái đi không được, làm gì không được vậy. Dạ. Hai tay chú bị nó bị co, nó ngéo lại hết trơn là không có thể tự múc ăn được. Đâu có múc, không có ông nào múc ăn hết. Lúc ông này rồi lúc ông kia. Uống nước. Ăn là phải uống nước. Dạ. Hồi đút hoài nó mắc nghẹn. Chú ơi, chú nhớ con không nè? Nhớ con không? Nhớ. Ừ, chú trả lời nè, chú nhớ con ha. Dạ, để con hỏi chú bên đây. Chú bên đây là chú nhớ con không? Chú bên đây không biết còn nhớ không ta mà nhìn. Nhớ nhưng mà nó gật đầu hay gì vậy chứ. Đâu nó... con, ủa chú, ví dụ như chú nhớ con, chú gật đầu cái coi. Đó, vậy là nhớ rồi. Vậy cũng mừng quá, tưởng đâu chú không nhớ con luôn chứ. Chứ còn nó không có nói. Dạ. Có chú bên đây thì chú có thể là nói được, nhớ. Chú lớn này nói dạ, được. Dạ chú lớn nói nhớ được. Thấy tội quá. Nói không được. Hai chú này là con của ngoại sáu đây thì ngoại nuôi mấy chục năm trời như vậy. Quá con ơi. Dạ lớn tuổi ngoại năm nay là như là gần 90 hả ngoại? 90 rồi, 88 rồi. Dạ. 90 tuổi rồi. Cũng gần 90 rồi. Phải chăm sóc hai người con trai bị mắc bệnh mấy chục năm, ăn uống là một tay ngoại làm hết luôn. À, nhà có ba mẹ con vậy đó. Rồi ngoại ăn trễ quá, ngoại đói quá ảnh hưởng đến sức khỏe đó ngoại. Ví dụ ngoại tranh thủ ngày ăn trước đó ngoại. Có này sáng có ăn rồi. Rồi sáng ăn sáng rồi ha. À. Hai chú ăn cũng nhanh chứ nãy giờ là hết một tô rồi nè. Ừ. Nó ăn nhanh lắm, có thằng này ăn chậm. Dạ. Cũng mấy tháng rồi con mới qua thăm ngoại á. Tại nay con đi gần đây nè, con sẵn con ghé ngoại nè. Ừ, mới vô chắc ngoại không nhớ rồi hả, kêu ngoại chắc ngoại tưởng người lạ. Lát mới nhớ chứ mới vô không có nhớ. Dạ. Bất tử không có nhớ kịp ha. Là cái phần đó ăn không hết không ạ? Không hết. Chó ăn. Dạ. Xong rồi tới đút cho chú nhỏ ăn. Xong chú lớn là con, đút chú con không biết tên con gọi đại đi. Dạ. Chú Dũng à. Này chú On còn cho chú Dũng. Chú O hả? Chú On. À chú On. Còn chú Dũng. Chú Vàng là chú Dũng. Dạ. Thì... ngoại giỏi quá, ngoại vừa đút xong ăn uống này kia một tay ngoại lo hết trơn.
Chưa tính tới việc mà vệ sinh rồi còn cực dữ nữa. Bệnh á, có bị cảm không mà sao ho với chú? Ủa anh ai cà ho sổ mũi? Chắc bị cảm do thời tiết á bà. Xong một chú rồi đó. Ngoại ăn, ngoại để cái khăn dưới cho đừng dính đó hả ngoại? Hôm nay có ai ghé thăm ngoại không? Hôm đó năm có cả tháng nay rồi đó. Dạ. Nhưng mà lâu lâu cũng có bà con cô bác ghé thăm mình đó ha. Lâu lâu cũng có. Dạ. Thôi thấy ngoại thấy lâu lâu ghé thấy ngoại mạnh khỏe con cũng mừng nữa. Dạ, ngoại hôm nay là như là 90 rồi. 90 rồi. 90 rồi. Phải lo cho hai chú như thế này. Dạ. Sẵn hôm nay ngoại con ghé con gần con ở gần đây nè. Sẵn con ghé đây con có cái lon sữa này để dành cho ngoại uống ha. Cái lon sữa con biếu cho ngoại này dưới một cái chai dầu gió. Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ, cái ngoại cái sữa này nè ngoại pha với nước ấm đó nha ngoại. Dạ ngoại uống hay là pha cho chú uống cũng được luôn. Dạ. Rồi chú ơi. Cũng cảm ơn. Lâu lâu ghé thăm chú thì thấy chú khỏe thì con cũng mừng. Dạ. Mà con mừng một điều mừng hơn nữa là chú nhớ con. Con tưởng là hai chú không nhận ra con ở nhà, hai chú vẫn còn nhớ con đó chứ. Nè. Chú Dũng ơi. Con. Bây giờ con đi về nha. Gắt đầu chứ không. Rồi, để con chào chú Hoàng đó nè. Chú Hoàng ơi. Con đi về mà mốt có dịp đi ngang đây con ghé. Ha. Dạ. Dạ. Con ngoại tranh thủ ngoại đút cho chú Dũng ăn đi rồi ngoại ăn cơm nữa. Con xin phép mọi ngoại con về, mai mốt có dịp thì con ghé ngoại. Cháu nha. Dạ không có gì ngoại. Ngoại nhớ uống cái sữa đó nha ngoại.